ở phố Dương Doanh, Lòng Đèn, Quảng Nam. Đây là nơi nổi tiếng vào mỗi dịp trung thu, bởi vì là cái nơi chuyên về làm đèn trung thu với đủ các loại, từ thủ công, mỹ nghệ đến những cái loại hiện đại. Và đặc biệt là có đủ các doanh nhân ở đây. Và Nam đang đứng ở đâu à? Con đường Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Án. Đây chính là nơi chúng ta sẽ bắt đầu vào trong cái phố đèn lồng. Đây, các nhà thấy rất là đông, rồi đông biết luôn. Đây là mở hội hay sao mà đông. Ok, giờ mình sẽ cùng tiến vào trong phố Lồng Đèn để thấy có cái gì đặc biệt ở đây nhé. Còn đây thì đương nhiên là rất là đông, sẽ có rất là nhiều ở đây nha. Chúng ta có thể thấy một bánh tráng nướng, bánh tráng nướng ở đây đang làm rất là bột và đây là đang là hết nhu cầu, rất là đông người ở đây nha. Ở đây thì đang có các trò chơi do các bạn bên hội sinh viên Việt Nam tổ chức dành cho các em thiếu nhi. Này giống chơi lô tô. Rất là nhiều thầy cũng đang đi để khám phá cái văn hóa đặc biệt của vùng Quảng Nam này. Đây, chúng ta thấy có rất là nhiều đèn lồng. Wow, đủ thứ loại nha. Đây là những cái đèn lồng truyền thống. Đây, chúng ta thấy đèn lồng truyền thống hồi xưa ha. Cái này thì nói chung là mình làm cũng được. Đó, cái này khi mà mình thắp đèn lên ha, mình thắp đèn lên nó sẽ căng phồng lên, nhìn rất là đẹp. Hồi xưa đèn lồng mình còn có những cái đèn lồng đặc biệt, đèn kéo quân. Đó, khi mà thắp đèn lên thì cái lồng đèn nó sẽ có những cái bóng, những cái hình trong nó sẽ quay. Đây, lồng nè. Rất là nhiều đèn lồng đẹp ha. Mình thích là những cái lồng đèn mà gọi là làm tay thủ công. Vì nó giống như là nó có cái gọi là có cái tâm hồn của người làm trong đó, có sự kỹ lưỡng trong từng khâu làm. Đây là những cái lồng đèn mà mình thấy nhất, nó là giống theo phong cách của người Hoa ha. Rất là đẹp. Đó là nhiều các mặt nạ. Lồng đèn hồi hóa trang quá. Tới đi cô cho chụp hình coi, mua đi chụp coi. Còn đây là lồng đèn theo một cách mới.
Ở đây là những cái đèn lồng rất là đẹp ha. Đây rất là đẹp. Đấy, đó là những người mua và những người đang đứng chụp hình. Đây là một mini rất là đẹp ha. Đây là những cái nét rất là đặc biệt của năm nay. Đây, rất là xinh. Mới bấm 30 thôi. Rồi giờ tới đây 30. Rồi. Tới đây 30. Tới đây 30 không? Rất là đẹp ha. Cái này có tối không? Những em bé có gì đang kỳ kèo mà em mua ha. Đang làm rất là sôi động. Chụp hình hiện đại quá, đặc biệt trong cái đêm Tết Trung Thu này. Thấy coi có cả công viên điện ảnh này, rất là cập nhật thời đại ha. Đây là một nhân vật trong bộ phim mà hoàn cảnh rất là nổi tiếng, đánh cắp mặt trăng. Rất là nhiều lồng đèn truyền thống vẫn đang ưa chuộng cho đến ngày nay ha. Đây, cả nhà cũng thấy không? Rất là đông. Bị chờ giá lồng đèn. Wow, và bên đây chúng ta có thể thấy cái lồng đèn này. Bán đi mới mỗi 308 bán luôn. Hôm nay có bán hàng đang bán đẹp của các bán hàng trong hàng chợ nha. Có luôn đặt cọc đặt anh chắc chọn đây là bán tại Lâm rất là lớn. Đây là một cái tiệm truyền thống. Đây chắc rất là lâu rồi rồi đúng không ạ? Em thấy là rất là nhiều lần ha. Rất là nhiều lần to. Các bạn hiểu đây là một tiếp rồi. Còn rồi đây ha. Wow, cái hàng này em không phải nói luôn.
lồng đèn, lồng kia. Ok, vậy là Nam đã đi một đường, gặp một đường phố đèn lồng và còn rất là nhiều ở đây, nhưng mà tình hình đông quá nên chắc là giờ Nam sẽ kết thúc video của mình ở đây. Hẹn gặp tất cả nhà mình ở video tiếp theo, chúc cho cả nhà mình có một cái mùa Tết Trung Thu vui vẻ, đầm ấm bên gia đình như bên cạnh người thân, người yêu, đúng không? Xin chào, hẹn gặp lại.